Xin chào cả nhà. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ làm một món ăn rất là dễ luôn. Ở đây là mình sẽ chuẩn bị nửa ký nạc xay. Mình sẽ nêm gia vị hành tiêu tỏi ớt vô đó, cho nó vừa với khẩu vị của nhà mình á. Mình nhồi cho nó thấm gia vị đi. Và bữa nay mình sẽ làm đó là cái món quỳnh thánh và chả giò. Mình để cho bột nó cho nhưng nó thấm gia vị xong mình mới lấy cái vỏ quỳnh thánh ra mình gói. Mình cho một ít thôi rồi mình trét chút xíu nước dòng cái rìa vỏ quỳnh thánh đó, đặng mình bóp lại cho nó dính, chúng thôi là nó sẽ không dính. Không dính thì khi mà mình nấu hoặc là mình chiên cái nhân nó sẽ bị bung ra. Cho nên mình phải cần thấm một chút xíu nước. Mình thì gói cũng đơn giản thôi chứ không có cầu kỳ. Ở nhà biết cách gói nào hay thì comment ở bên dưới cái video cho mình biết nha. Mình gấp một chút xíu nhân thôi chứ để thôi bự quá nó, cái vỏ hoành thánh thì nhỏ mà nhân bự thì nó hơi sẽ không có gói vừa, nó sẽ bị bể. Hoành thánh này thì mình luộc hoặc là mình chiên, món nào ăn cũng ngon hết trơn á, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chiên. Mình chiên á thì bữa nay đặc biệt anh xã mình sẽ làm cho mình một cái chén nước chấm, đó là nước mắm gừng. Thường sẽ ăn với nước mắm chua ngọt hoặc là tương ớt, mà bữa nay anh xã làm cho mình nước mắm gừng kết hợp với món này, ăn thử xem sao. Đầu tiên thì mình gói cái hoành thánh trước ha. Mình gói phân nửa thịt này đi, còn phân nửa mình sẽ làm cái chả giò. Bởi vì mình mua chỉ có một bịch chả giò thôi, một bịch chả giò này thì nó chỉ có 30 cuốn ha, 30 cái vỏ bánh nè. Mình chia hai món, nửa ký nạc xay này mình chia hai món. Giờ thì anh xã sẽ bào khoai lang giùm mình. Chả giò thì mình chỉ có thêm khoai lang thôi. Nay thì mình sử dụng khoai sữa. Nãy thì mình đã gói xong cái hoành thánh rồi, bây giờ mình sẽ cho khoai lang vào trong cái thịt còn lại nè. Mình nhồi. Trong cái thịt này thì hồi nãy mình làm hoành thánh thì mình đã có nêm rồi. Cho nên giờ mình chỉ cần bóp cho cái khoai lang với cái thịt này nó hòa quyện, nó dẻ lại với nhau thôi. Tại vì mình không có bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, mình cuốn liền, mình bóp xong là mình sẽ cuốn liền. Hôm nay mình làm liền chứ không có để tủ lạnh, cho nên mình phải bóp cho hai cái này nó hòa quyện với nhau, nó kết hợp với nhau. Mình sẽ sử dụng cái bánh rế. Cái bánh rế của cái loại này ăn rất là ngon. Mỗi cái một cái lá bánh là nó sẽ kèm cho mình một cái miếng bột ngũ nữa, nó rời cái bánh nó rất là ngon. Mình cuốn chả giò thì mình sẽ lật cái miếng bánh nha. Mình sẽ cuốn cái bề láng vô trong ha, cái bề tua nó giống như là bề trái bề mặt vậy đó. Mình sẽ cuốn cái bề láng vô trong để khi mà mình chiên cái chả giò trong cái chảo dầu nó sẽ không bị rớt bánh ra cái chảo dầu. Mình cuốn cũng vừa thôi chứ đừng cuốn chặt quá. Rất là đẹp, rất là ok. Chả giò này với hoành thánh này nó rất là dễ ăn luôn, mà cũng dễ làm, là nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Hồi nãy cúp điện cho nên mình không có quay cái cảnh chiên, còn bây giờ là đã thành phẩm nó chín rồi nè. Giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đó, giờ mình sẽ chấm với lại nước mắm gừng nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức chả giò chấm mắm gừng với mình nha. Trời ơi, cái vị nó rất là vừa ăn nha cả nhà. Sao bữa nay mình làm ngon quá trời đi. Bánh rế này thì nó rất là giòn luôn á. Giờ mình ăn thêm một miếng hoành thánh nữa đi. Mình thử coi cái độ hoành thánh nó với mắm gừng này nó như thế nào. Chứ chả giò thì nó ngon dữ lắm rồi đó. Cái hoành thánh này mình phải chấm hơi nhiều một chút nó mới thấm, tại vì cái vỏ nó hơi hơi nhiều. Rất là ngon.
mắm gừng kết hợp với hai món chiên này thiệt là ngon luôn. Đến đây thì mình cũng xin tạm ngừng video chả giò với lại Quỳnh Thánh của mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.